Năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với tinh thần nỗ lực cao nhất, cùng sự điều hành chỉ đạo thống nhất từ tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bước sang năm 2024, ngành điện miền Bắc sẽ tập trung cho những nhiệm vụ cơ bản, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, tổn thất điện năng, đảm bảo phương án cấp điện an toàn và ổn định. Năm 2023, tổng sản lượng điện thương phẩm của EVN-NPC đạt 90,38 tỷ kWh, tăng 4,42% so với cùng kỳ năm 2022. Tổn thất điện năng giảm gần 4,1%, thấp hơn 0,18% so với kế hoạch EVN giao. Trong năm 2023, toàn EVN-NPC đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 2.345 khách hàng trung áp. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ theo phương thức điện tử đạt 100%. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 100%. Về công tác đầu tư xây dựng các dự án 110 kV, trong năm, toàn EVN-NPC đã thực hiện khởi công được 52, đóng điện 55 dự án, hoàn thành 100% theo kế hoạch. Năm 2024, EVN-NPC tiếp tục phấn đấu nỗ lực để đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội, khu vực và đời sống nhân dân 27 tỉnh miền Bắc với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động, giảm thiểu tai nạn trong dân. Tổng công ty cũng sẽ quyết tâm để hoàn thành đúng tiến độ các dự án đã đưa vào danh mục trọng điểm của Ban chỉ đạo các công trình trong quy hoạch điện lực, các dự án trung hạ áp, bao gồm các dự án giải tỏa thủy điện và các khu vực phụ tải tăng cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải và chống quá tải hệ thống điện.